Em có con Bơmáp này, đang lên xem là bác nào có nhu cầu dùng để đẩy nhà cao tầng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0973 211 223. Con này là của Made in Korea nhé. Đây, em quay cho các bác đọc cái thông số ở đây thì em cũng không có thông lắm. Hơi mờ. Con điện thoại cùi bắp này. Điện 220V, 340W. Các bác theo dõi và tự đọc nha. Bình hai thì em cũng chưa có vệ sinh đâu, chưa có lau chùi đâu. Đây, bẩn nguyên. Đây, bụi rác. Để cho nó mới đúng chất là hàng thanh lý. Bụi bặm này. Đế này nó bằng nhựa nhá. Còn toàn lại là bằng nhôm nhá. Cái này bằng nhựa này, cái này bằng nhựa này. Đây là nhôm này. Đây là sắt này. Em cắm điện nhá. Thế thôi, không có quay lâu nó nóng nó cháy phớt. Bác nào dùng đến thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0973 211 223. Ok, chào các bác.